Xin chào tất cả các bạn đang xem video của Tri Thức Quanh Ta. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ nghe nói đến ODA hay là cụm viện trợ ODA chưa? Có lẽ đây là một chủ đề còn xa lạ đối với nhiều người đúng không nào? Thi thoảng khi xem thời sự hoặc nghe ai đó nói chuyện, chúng ta vô tình nghe họ nhắc đến viện trợ ODA, dự án ODA hay vốn ODA. Nhưng chính xác đó là những thứ gì thì chúng ta lại không nắm được. Nào nào, đừng vội hoang mang chứ, bởi vì đây cũng là chủ đề mà tôi muốn giải thích cho các bạn trong video ngày hôm nay đấy. Nhớ theo dõi thật kỹ video này đấy nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn ơi đừng quên like video và share video này dùm Tri Thức Quanh Ta nhé. Đầu tiên, viện trợ ODA là gì? ODA là một thuật ngữ kinh tế viết tắt từ cụm Official Development Assistance, có nghĩa là hỗ trợ phát triển chính thức. Nói một cách dân dã thì viện trợ ODA chính là khoản mà nước giàu cho nước nghèo vay để giải quyết các vấn đề cấp thiết trước mắt. Nghe tôi nói thế thì chắc hẳn các bạn đang nghĩ đến việc viện trợ ODA là một khoản vay nóng hoặc nặng lãi đúng không? Ồ, thực sự thì ngược lại cơ nhé. Thực chất viện trợ ODA là một khoản vay nhẹ lãi và được trả trong một thời gian kéo dài luôn đấy. Thời gian có thể kéo dài từ 24 đến 40 năm. Thậm chí có một điểm siêu tuyệt vời khi vay ODA, đó là ít nhất 25% tổng số vốn ODA là hỗ trợ không hoàn lại, tức là không cần trả lại cũng được luôn đó các bạn. Như vậy, hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đúng như tên gọi của nó, là nguồn vốn từ các cơ quan chính thức bên ngoài cung cấp hỗ trợ cho các nước đang và kém phát triển hoặc các nước đang gặp khó khăn về tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của các nước này. Gọi là hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài. Gọi là phát triển vì mục tiêu danh nghĩa của các khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở nước được đầu tư. Gọi là chính thức vì nó thường là cho nhà nước vay. Thế nhưng mà tiền vốn ODA để đem cho các nước khác vay ấy có từ đâu? Là gì nhỉ? Và nguồn vốn ấy có từ đâu? Không lẽ giờ có một bao tải tiền với cái tên vốn ODA từ trên trời rớt xuống, rớt trúng nước nào thì nước đó thành nước cầm quyền, chuyên cho các nước khác vay hay sao? Tất nhiên là không phải rồi. Thực chất thì vốn ODA chính là nguồn tiền từ chính phủ, từ các cơ quan chính thức của nhà nước, thậm chí các tổ chức phi chính phủ cũng được tính. Ở Việt Nam, những công trình có sử dụng vốn ODA của chính phủ Nhật Bản là sân bay Nội Bài T1, cầu Nhật Tân. Có thể nói khi một quốc gia đang phát triển nhận viện trợ từ một quốc gia khác thì sẽ gọi là vốn ODA. Ok, tôi vừa mới giải thích cho các bạn hiểu về viện trợ ODA và vốn ODA rồi đấy nhé. Thế còn dự án ODA thì sao? Gọi là dự án ODA bởi vì nó sử dụng nguồn vốn ODA để thực hiện. Đơn giản quá còn gì. Tuy nhiên không phải dự án nào cũng được phê duyệt thành dự án ODA đâu đấy nhé. Những dự án phát triển sẽ được ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA đã được chính phủ nhà nước quy định rõ ràng. Ví dụ như dự án về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, dự án liên quan đến các lĩnh vực phát triển đào tạo nhân lực hoặc các dự án về việc giảm thiệt hại ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ được ưu tiên. Có thể thấy, nguồn vốn ODA không những là một nguồn vốn có những ưu điểm bất ngờ mà còn được sử dụng với những mục đích vô cùng đúng đắn, phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của nhân loại. Tổng kết lại video ngày hôm nay, tôi sẽ nhắc lại 3 khái niệm cơ bản nhất chúng ta vừa mới đi tìm hiểu. 1. Viện trợ ODA là khoản mà nước giàu cho nước nghèo vay với lãi suất thấp, thời hạn lâu và được hỗ trợ không hoàn trả ít nhất 25% trên tổng số vốn. 2. Nguồn vốn ODA, nguồn tiền từ chính phủ, từ các cơ quan chính thức của nhà nước và thậm chí là từ các tổ chức phi chính phủ. 3. Dự án ODA là những dự án được phép sử dụng nguồn vốn ODA để thực hiện, chủ yếu là các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực và bảo vệ môi trường. Các bạn đã nhớ hết chưa nào? Nếu thấy thích video này, đừng quên like và chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tri Thức Quanh Ta. Xin chào và hẹn gặp lại!